gắng lắng nghe, không nên tiếp xúc hay tránh xa corona, hay tránh xa corona. Bạn này tên là Covid, bên tiếp theo bạn này thân hình bé xíu, khoan tắt bệnh, bệnh, bệnh dịch lây lan ra khắp nơi, xin hãy coi chừng. Dịch này sốt có dấu hiệu bị ho khan, dịch này có chưa khó thở ở trong tim, không nên tới nơi đông người. Far away from coronavirus, from coronavirus. Its name COVID-19. It's tiny and unseen. You can catch it, get sick, and be contagious with a nose. Please be conscious. We start with dry cough and a fever, and progress is too difficult breathing. Avoid. Hãy tránh xa corona.